Đây mọi người, bây giờ là tụi mình thử áo dài vậy này, dễ thương quá à. Cái bộ áo dài này là rất là đẹp luôn á nha. Chị Đà, cái bộ áo dài đẹp chưa? Quá chị đẹp luôn nha, chị Đà, you're beautiful. Yeah. Linh cũng đẹp nên nè, thấy không? Ba đứa Mai nè, đó, ba cô công chúa. I need a Vietnamese name. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Hello, xin chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay thì con gái của Mai nè, bé nhỏ thì đi summer camp, còn bé lớn thì do có hẹn với lại nha sĩ nên là phải đi nha sĩ ha. Vì cái niềng răng của bé đó là cứ mỗi định kỳ mấy tháng là bé phải tới để bé điều chỉnh lại đó. Thì do là cái đợt đi Việt Nam của mình quá dài đó, nó hơi bị vượt quá cái hẹn của nha sĩ rồi, nên lần này mình không thể nào mình bỏ lỡ nữa. Nên hôm nay mà mình sẽ cho bé nghỉ summer camp để đi nha sĩ điều chỉnh lại cái niềng răng này. Tất cả nhà, con gái của Mai thì bé nhỏ thì rất là, nói chung là năng động, rất là cởi mở ha, chơi với tất cả mọi người. Còn bé lớn thì nó hơi ít nói một chút xíu, với lại cái tuổi của nó bây giờ, cái tuổi teenager là cái tuổi dễ dở ương, thành ra là cũng khó lắm. Đôi khi thì nó rất là thích kính ha, mà thôi kệ đi, mỗi đứa mỗi tính chứ cũng biết sao giờ. Cha mẹ sinh con trời xanh tính mà. Đây mọi người ơi, bên đó không có chỗ đậu xe luôn, Mai phải chạy qua đối diện, cái tòa nhà đối diện để Mai đậu xe ha. Sau đó là Mai kêu con gái Mai xuống trước để đi vô đăng ký trước. Tại vì nếu mà mình tới trễ ở bên Mỹ mà mình tới trễ là họ sẽ không có, họ không có tiếp mình luôn mọi người. Nghĩa là ngày hôm nay nếu mình trễ 5-7 phút là họ coi như họ bỏ luôn, mình phải làm hẹn mới ha. Và mỗi lần hẹn mới là tới 2-3 tháng mới được lần. Thành ra là Mai đậu xe bên đó, Mai đi qua đây, Mai kêu con gái Mai đi vô trước để đăng ký chỗ rồi ha. Trước khi vô nha sĩ hay vô bác sĩ là mình phải đeo khẩu trang nha mọi người. Ở bên Mỹ là họ vậy. Đây là đường vô nha sĩ của con gái Mai. Vô trong đó họ không có cho mình quay phim. Đây là nha sĩ của con gái Mai nè. Đây là văn phòng nha sĩ của con gái của Mai ha. Đây là không có cho quay phim, mình quay được sơ sơ nè. Đây là cái cảnh máy bay giống như con nít á. Nó trong này nhiều con nít á, nên thành ra là họ trang trí theo kiểu rất là sinh động và rất là kiểu như bãi biển vậy đó mọi người ha. Đó. Hello cả nhà, bây giờ thì hai mẹ con Mai đã đi ra khỏi cái dentist của con gái rồi nè mọi người. Đợi quá trời lâu luôn, trời. Bây giờ mình phải đi bộ qua bên kia, lấy xe đi bộ băng qua bên kia đường ha. Tại nãy mình đậu xe bên kia đường. Đây cả nhà, hello cả nhà. Thì con gái Mai sau khi mà đi ra khỏi cái nha sĩ đó thì cái bác sĩ, y tá nói là con gái Mai bị đứt, bị gãy 5 cái mối nối mọi người. Thì mỗi cái mối nối đó phải mất 2 tháng. Thì cái quá trình niềng răng phải mất 2 tháng, kéo dài thêm 2 tháng nữa. Có nghĩa là bé bị 5 cái mối nối đó thì cái quá trình niềng răng của bé sẽ phải kéo dài thêm 10 tháng nữa. Và nói là bé phải cẩn thận, bây giờ là mỗi lần mà ăn uống là phải cắt nhỏ đồ ăn ra, không có được nhai quá nhiều. Ví dụ như là ăn hamburger hay ăn cái gì cũng phải cắt nhỏ đồ ăn ra hết á. Để nguyên cái mà ăn là nó sẽ bị gãy như vậy ha. Và bị gãy như vậy thì người ta nói là nếu mà bảo hiểm mà trả tiền á thì bảo hiểm không thể nào cancel cái treatment này được, nên là bảo hiểm sẽ hủy. Nhưng mà mình nói là do cái niềng răng của con gái Mai là do mình tự trả tiền, nên thành ra là mình phải trả thêm tiền nữa mọi người ha. Mọi người bây giờ là bạn của mình đang tới ha. Hai cô bạn của mình hôm nay cũng hẹn sẽ tới nhà. Tại hôm nay là thấy Mai rảnh nên là ghé nhà Mai chơi. Tại vì lâu lắm rồi Mai đi Việt Nam về, xong rồi mấy bạn nó cũng bận đi nghỉ, rồi mùa hè ai cũng rảnh đi chơi hết á. Rồi Mai đi chơi nữa, thành ra là không có rảnh để gặp nhau. Bây giờ mới gặp được nhau nè. Hết hồn. Hết hồn. Okay, what's that? We can eat. Okay. Đó mang đồ ăn tới nè. Oh my god, Linh. Trời ơi, bạn mình mua đồ quá trời luôn nè. Mua cream soda nè. Vậy mua dưa hấu. Mua trái cây. Dạ, quá trời đã luôn. Rồi, đây là nước sâm á mọi người. Dạ. Bạn mình á lần trước đi khám bệnh chung với Mai là biết Mai bị huyết áp thấp nên thành ra là mua cho Mai cái nước sâm này nè. Love you. Đây Mai đang giới thiệu của bạn người Trung Quốc với lại mẹ chồng của Mai. This is my my best friend, my close friend, yeah. We are, yes. We go to ESL together, ESL class, yeah. Mai nói là Mai đi học tiếng Anh chung với bạn.
Yeah. Rồi, má chồng mày có bạn là vui lắm. Đây, có bạn người Thái của mày cũng tới thôi. Miss you, miss you, miss you. Oh, it's good. Oh my god, thank you so much. Này là gói đu đủ để làm bún á. Đấy này để làm bún ha. Đây là mẹ của Chay Đà gửi cho hai đứa mình. Này là của bạn Chay Đà. Lên over there and my mother is over there. Okay, go. Grand. This is Chay Đà. She come from Thailand. Yes, and Vietnam, you know, different country. For mom, we met a co-husband to the husband. Okay, okay. Bạn mình đó là chỉ nói là mẹ của bạn là kêu bằng mẹ thôi chứ còn không có kêu chồng của bạn là bằng chồng được nha. Don't share husband, okay. Không được chia sẻ chồng, okay. Chỉ chia sẻ mẹ thôi. Đây, chơi là nó ngủ nó bị trèo cổ, ngồi đây. Sit down. Sit down. Nè mọi người, bạn mình nó ngủ á. Bạn Mai nó ngủ nó bị giống như trẹo qua một bên nó đau á. Mai lấy cái dây massage này đưa cho nó massage, tại cái dây massage này là cũng có bạn người Trung Quốc tặng cho Mai á. Đó, hồi xưa là Mai cũng hay đi massage lắm, nhưng mà từ ngày có cái này á, nhiều khi mình đau á, mình lôi ra mình massage chút là nó hết, là mình đỡ rồi mình khỏi phải đi. Đó, giờ ba đứa là đi vô phòng của Mai rồi đó. 8 rồi đó. Rất là đã luôn. Bạn Mai thích cái dây massage này ha. Yeah. Chồng Mai qua nhìn thấy tụi Mai là oh my god, tụi nó làm cái gì vậy? Tụi châu Á tụi nó làm cái gì vậy? Đây Mai sẽ lấy hai cái đĩa này để cho bạn của mình nè. Đó, và cái dĩa này mình mua cho bạn nè. Đây là áo dài. Mai mua cho bạn mình ha. Ba bộ giống y nhau, ba đứa mình mặc ha. Đây mọi người, bây giờ là tụi mình thử áo dài vậy này, dễ thương quá à. Cái bộ áo dài này là rất là đẹp luôn á nha. Chị Đà, cái bộ áo dài đẹp chưa? Quá chị đẹp luôn nha Chị Đà, you're beautiful. Linh cũng đẹp nè, thấy không? Ba đứa Mai nè, đó. Ba cô công chúa. Đẹp quá, đẹp quá. So beautiful. Công chị ba tài. What that mean? À, có nghĩa là chúc bạn may mắn và thêm nhiều tiền bạc. Ba đứa mình là mai mốt là đi đâu là có chung một bộ áo dài để mặc ra nha. Yeah. Yes, đẹp quá. Bạn mình hỏi là bọn mình có thể mặc với cái quần khác được không? Mình nói được, nhưng mà không có được mặc quần sọt, mặc quần dài thôi. What? A hat, right? A hat. Nó đòi mua nón lá. Nó nói là nón lá nhưng mà mình nói bự quá sao mà mình mua nổi. This is Chinese? Vietnamese, no. Nó nói là Trung Quốc hả? Ship. Đây, Mai đưa cho bạn mấy cái đồ ăn này để bạn ăn thử ha. Mình nói nó hơi hơi hôi nhưng mà mình biết là châu Á của mình ăn đồ hôi được, ok? Hả? Yeah, that's for you. Yes, that's for you. That's của bạn đó. Đây, hai cô bạn của Mai bây giờ đang dọn đồ vô. Dạ, yeah, đúng rồi, yes, yes. Sau khi sắm tuồng xong bây giờ dọn đồ vô. Quà cáp đã chuyển giao hết rồi. Hai cô bạn thân nhất của Mai ở đây á. Rất là dễ thương ha. Đây là cái trứng của mọi người mà nó làm thành đó. Nó rắc thành cái thành đại đường, cái thứ rất là ngọt ngọt ha. Đây là cái đồ ăn truyền thống của người Thái á. Ngọt ngọt, giống như mứt vậy đó. Ăn cũng được. Đây Mai sẽ chọn bánh tráng cho tụi nó ăn ha. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Good job. Đây, bạn mình bỏ thêm ớt vô để làm bánh tráng trộn. Đây mình trải hai đứa này bánh tráng trộn của Việt Nam coi nó ăn được không. Hai đứa này chắc ăn được, tại vì ạ? Đó, hai đứa đó là cũng thích nha, vậy là cũng được nha. Nói chung là người châu Á của mình ăn giống giống nhau ha, không sao hết. Nhỏ này là muốn thêm cay nè. Đó, mình đưa nó bánh tráng trộn mà, mình đưa thêm cho nó không lấy, nó kêu đủ rồi. Đưa chay Đà nó kêu không được, nó trả lại nó kêu đủ rồi. Đây, bạn Mai nó nói là giờ này Mai đen quá, Mai đen hơn hồi xưa nhiều lắm.
Nói đúng rồi đó, đen. Anh nói mình mập hơn hồi xưa nữa, nó chính xác luôn. Vừa đen vừa mập nữa. Mùa hè mà. No, mà bạn mình nó đen mà nó bằng mình đâu. We come here, we go ocean, yeah. We go everywhere. Ừ, nó nói nó đi cắm trại, nó đi ra biển. Mai cũng đâu có thua kém gì đâu. À, bây giờ thì tụi Mai sẽ quay uống trà cho mọi người. Mỗi lần mà gặp nhau là tụi Mai rất là thích uống trà. Bây giờ Mai thì đã thích uống trà nóng sẵn rồi, thì hai cô bạn này cũng thích uống trà nóng nữa. Mà tụi mình chơi với nhau cũng rất là chiều ý nhau ha. Nghĩa là dù không thích nhưng mà nếu mà bạn thích thì cũng vẫn sẽ uống chung. Mọi người cũng biết là Linh là bạn Trung Quốc, thì Trung Quốc thì rất là thích uống trà rồi ha. Wow, cái trà này rất là thơm, rất là ngon. Hummus. Đó là hình nguyên một cái bông hoa ở trong mọi người, rất là ngon, rất là thơm, đúng rồi. Cái này là flower. Dạ, cái này là của cô bạn Trung Quốc á, tặng cho Mai nè. Cô đây nào, hình nguyên một cái bông hoa. Nguyên một cái bông hoa luôn. Bạn mình nói là thường là cái này là phải để ở trong một cái ly thủy tinh để cho mình nhìn thấy nó mở ra như thế nào. Nghĩa là khi mà nó nở ra rất là đẹp. Đó, thì ra đây là đó, đây là nguyên cái hình cái bông hoa luôn. Người Trung Quốc thì cái nghệ thuật uống trà của họ rất là phức tạp mọi người ha. Má thì má không biết, má cứ chế vô đây xong rồi uống. Bây giờ bạn mình sắp sửa đi về rồi. Đó. Bây giờ chia tài sản ha. Linh. Put it in the ziplock. Oh, just put some on. Đây. Nè, để trứng vào trong cái ziplock này đi. Đây, chơi đà cũng có một cái bịch là đem về, mỗi đứa tới nhà Mai là đem một cái bịch về ha. Từ đó tới nhà mỗi đứa mang một bịch tới và mỗi đứa mang một bịch về. Cái này là làm bằng trứng á mọi người, mà nó ngọt ha, lại giống như đường vậy. Không biết làm kiểu gì thì nó ngọt vậy. Oh, thank you. Nó nói là cái soda này của Linh mua cho Mai nè. Aha, bye bye, thank you so much. Aha. Where you put it? Okay. Thank you. Take care, okay? Driving carefully, okay? Chị sẽ cẩn thận. See you tomorrow. Ngày mai là tụi mình sẽ hẹn hò gặp nhau để đi chợ trời, rice market, chợ trời của người Mỹ á mọi người. Đó, chồng Mai bây giờ phải ra để dời cái xe này đi. Tự nhiên cái hôm nay lấy xe này đi đón con gái xong rồi đậu giữa đường vậy đó. Rồi, Linh đã về rồi. Đây mọi người, video của Mai ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây nha. Tạm biệt mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.